Chào mọi người, chào mọi người trở lại channel của mình ha. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục với sự dũng cảm của anh chùm quanh rừng xanh mọi người ạ. Ai mà đang mặc đồ lá mọi người, vì cuộc khủng hoảng khủng long nó quá nhiều nên phải mặc đồ lá để né tụi nó. Được thôi mà đã bắt lại được con Electric Griffin nha mọi người. Thì nói chung là con này bữa tập trước bị bệnh kia giết hơi cay mọi người, mà chưa qua tìm trả thù nó lại mọi người, nó mạnh quá mọi người ạ. Ok, thì hôm nay thì mình sẽ đi tìm chế một ít cái gọi là Nakomeri mọi người ạ. Thì không có trồng đó thì để đi kiếm cái vùng nào mà cỏ nhiều bới con Broto tới mọi người ạ. Đấy cái ôi cung kia làm gì đó hả? Đây 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 trứng 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 đây là khu gọi là farm trứng hero của mình mọi người ạ. Và mình cũng phải cần thứ nhất là giết một con hero mọi người ạ, để mình xem mình có cái fruit của nó chưa. Ôi, đừng có mà đi quýnh lộn nha mày. Sao game nó tốc độ nó nhanh với trời. Mình thấy nó chạy nhanh 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 đó mọi người. Mình không biết tại sao. Chạy cơ luôn như mình ăn cái gì vô ta. Sao mình thấy mình chạy bộ nhanh còn hơn là mình, hơn là mình chơi đồ nữa. Này nào, con rùa này là nói chung là mình cũng chưa muốn tiêu diệt đó mọi người ạ. Thì nó là một trong những cái gì gọi là farmer chân chính của mình. Đây, đây khu... ui bay lên bay lên bay lên, đây nhanh quá mọi người ạ. Đây đây chỗ này sẽ chịu hỏi khứa Proto tới mọi người, mặc dù nó bên đó nhưng mà con nó vận chuyển là chịu chết, nó không có di chuyển nó được đâu cả. Mình sẽ dùng cái thiết bị này Proto, mình sẽ favorite nó vô, và một con nữa đó chính là con, hôm nay chúng ta sẽ favorite con Electric Riffin vì con giờ giờ nó là siêu nhân chính của mình rồi. Rồi, rồi tới nè, chúng ta sẽ dọn dẹp khu rừng này nha, cỏ cây nhiều quá. Chỉ tăng cho con này cho mình thôi mọi người ạ, tăng hết cho nó. Tại vì cái Nakoberry của mình giờ farm cần rất là nhiều mọi người ạ, khổ vậy đó. Nhưng mà mình chơi thích, rất là thích chơi farm mọi người ạ. Farm mình cực khổ rồi, mình càng cực khổ các bạn mới thấy đã, vậy mới khổ tôi chứ. Không sao không sao không sao, mấy các bạn hết. Ôi con này du hạt giống luôn á, cây nó ngã đẹp dữ trời. Một quất đuôi là cỏ nó sạch y như là cái gì luôn rồi á. Thấy chưa, thấy chưa, quay cái đít qua đây cái đây nè. Đấy, cây có rồi ngã. Con này nó quay đít khổ quá mọi người, nó hơi to tí gọi là chích nó qua cất rất là cực á các bạn, không biết đi vô nặng không, người ta đâu có nặng lắm đâu nha. Rồi rồi, đít này ổn rồi chưa. Ai tao quay qua đây mày cứ vẫn quất quất về hướng này mày, đúng rồi quất hướng đó đi, đúng rồi. Trời ơi cho trái cây nó pha rồi mọi người ạ, nó đã sướng giờ, sướng giờ, sướng sướng sướng. Gọi là cỏ chỗ này là gần như là do mình kiểu đi thuê mình quất cỏ rồi, chắc nó quất luôn sát hại là khủng long rồi. Nếu cứ khủng long đi luôn á. Ai được nhiêu berry vậy trời, 6.000 nữa nha, cho mày thưởng cho mày đó. Ui nó phạm cháy mọi người, cháy dã man, cái trái làm gì vậy, cranberry à. Ui nó phạm thu được có 6.000 cũng được, giờ xuống mày tao mới gọi là quan trọng nè. Đúng rồi, lâu lâu rồi đường xuống pha không mất máu mọi người, nhưng mình mỗi lần mình xuống đó là mình đau đào đó mọi người ạ. Con này thì à con này mình chưa tăng đam mọi người ạ. Ơi tăng lộn lộn, con này không tăng bọn mình speed nha, mình speed là cút luôn á. Con này thì chúng ta không cần y test con nè. Bọn này được đấy nha, con này farm cháy người ta, sao con này farm nguyên liệu. Ui có một con Alpha Brachiosaurus hả? Ba Alpha level cao thế nhỉ? Giàu giàu người không? Ê, chúng ta sẽ đến đồ nha.
Ôi, được quá mọi người ạ, à. Có tí đồ gọi là ổn ổn của nó, ổn của áp á. Rồi vô chế một ít gọi là nguyên liệu thuốc ngủ, nó chắc mình phải tăng lên cái liều lượng thuốc ngủ, vì tụi này nó hơi bị trâu các bạn. Mình sẽ lên cái liều ít 50 nha mọi người. Gì trời, mọi người thấy ít 50 được nhiêu không? Ít 50 mà được có mười mấy cái mới trời, ít dữ hả? Chắc trồng cây Nakaberry quá mọi người ơi. Ở trồng cây Nakaberry nó có ngon không nhờ? Thử coi nào. Cứ kêu khứ bụi to về coi. Chỗ này cỏ cũng hơi dày nha, cần phải dọn cỏ gấp. Để kêu khứ bụi to về coi. Nakoberry là hạt nào ta? Long grass nè. Critter này không phải. Tilberry, Mayo. Cái này phải không ta? Đây rồi, ui cái này. Hạt giống này ít dữ trời. Vườn nhà mình cũng còn nè. Cục phân đâu ta? Đây, may quá còn cục phân các bạn ạ. À. Và chúng ta sẽ bỏ cái. Hạt giống lấy đâu, dục đâu có tiêu ta? Đây. Ôi, để có một lần được có một cục mấy vậy hả? Chơi với sao bệnh. Này nó tự ra hạt giống mọi người ạ. À. Nói chung là nó tự ra hạt giống, mình cũng không cần thiết phải để trong đó đâu. Dọn cỏ cái đi. Người ta ăn đam nhiều dữ mà sao mà farm không nhiều lắm mọi người ạ. À. Boruto này bắt, chắc phải bắt con Boruto chúa mọi người ạ. À. Ừ, đúng rồi, bắt con Boruto Alpha hay gì đó nhờ. Đúng rồi mọi người ạ. À. Phải chơi cái tầm đó nó mới đủ cỡ mọi người, tầm này không đủ cỡ đâu mọi người ạ. À. Tầm này mà thấy hơi cúc rồi đó. Trời ơi, vậy sao em xuống anh? Anh to vậy sao em xuống anh? Ây da, trời ơi, xuống cái nửa máu khổ ghê á, xuống cái là thở tiếng chấp luôn với nó luôn á. Này 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 này, Griffin điện cho tôi tí. Ôi trời ơi, thích như này thì ôi dồi ôi, để lại nữa. Đó, 1000 cái đi. À, nói chung là làm miếng thịt đùi ăn mọi người ạ. À. Đói quá, đói. Đấy, ôi trời ơi, 86 cục. Nhưng mình nhớ thịt này dành à, không sao. Chúng ta sẽ bỏ lại đúng không? Vậy đủ 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 số hụi, đủ số hụi. Mình sẽ lấy qua đây rồi, ok, đồ ăn không thiếu rồi đó. Mình sẽ bỏ lại cái trứng đồ vô đây hết đi ha. Thịt thịt kia thì mình sẽ bỏ qua đây để cho nó pháp thịt thúi. Nó pha được 1000 cái và à, quên, để mình farm liều 50 luôn chứ. Được mấy viên à? 8 viên, ok, 8 viên này cũng gọi là này nọ lắm rồi mọi người, chứ không không có cầu được nhiều mọi người. 50 liều này là liều ok đó, liều đó mình thấy ok, mình xài tiết kiệm đạn lắm mọi người, nó cũng cũng không có xài ẩu lắm đâu. Thì mình để bên cái chỗ này, cái vườn cây của mình bên đây là mình thấy là ok rồi. Chúng ta cần ui nó đẻ này nhiều phết nha, cũng được đấy. Ai tao thấy bây giờ tao thấy à, thiếu thiếu cái gì ta, hết cứt đúng không? Nghe nó hơi dơ mà. Hết cứt đâu, đứa nào từ từ đợi em xíu, đợi em một chút xíu, em qua em thu hoạch ít đồ để cho anh kỹ năng tới cùng binh luôn. Rồi lấy cho em 5000 quả này và 5000 quả chí mạng này. Rồi chúng ta sẽ kêu khứa khứa ẻ bậy tới đây nha các bạn. Con nó tên là Phim. Con này là Phi Omia. Ai, anh ơi. Trời ơi, còn 500 trái. Em cho tới tận 5000 trái nè. Tới bên luôn rồi. Tới luôn nha. Này hơi đau bụng chút nha. Đồ ăn này có pha tí thuốc sổ.
mà hay đỉnh cấp chứ, đẳng cấp của anh chứ, hơi dơ xíu nhưng mà không phải, có phân thì cây nó mới phát triển được mọi người ạ. Chúng ta đầy đủ đồ hết rồi nhưng mà chúng ta phải có phân mọi người ạ. Có phân thì cây nó mới lớn được các bạn. À, mình nghĩ mình cái này cây này mình không cần trồng các bạn. Cà rốt cũng cần trồng luôn tại vì mấy cái đồ thuốc kia nó cần mặc định nó cần hết các bạn ạ. Mình có thể à, quên mình sẽ thêm được mà sao mình ngớ thế nhờ. Nekoberry thì cái vườn của mình thì nó còn mấy cái chỗ luôn. Trời, mình ngớ mọi người ạ. Sorry mọi người thì mình sẽ chế thêm một ít đồ để chứ mình ngơ 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 ngơ. Thác nè. Rồi, mình nghĩ là vậy là ok đó. Giờ mình qua mình xẻ mấy cục đá nữa là đẹp. Khoan. Nó có cần đá không đó? Mấy cái này cần đá không nội? Mấy cái nó là đủ rồi mọi người, không cần nhiều nữa mọi người. Mình nghĩ là mấy cái nó crop nó là đủ rồi. Crop mà. 1, 2. Chết cho làm 5 cái luôn không? Vậy là đủ á mọi người ha. Vậy là mình đủ cái đồ farm của mình rồi. Đấy, vườn của mình là nó chuẩn đét đẹp đẹp luôn rồi đó. Không chơi vào đâu nữa nha. Mọi người chơi nó là quanh buồn luôn á. Này thì mình nghĩ là chỉ cần lấy hạt giống mà ít hạt giống kia nó tự ra hạt giống thôi, nó chứ còn chúng ta cũng cần vài hạt thôi mọi người, cũng không cần nhiều lắm đâu. 20 25 hạt là gọi là ẻ quần luôn rồi á. Thích tích Nakoberry thì pha thì cũng được nhưng mà kiểu trồng cây nó vui vui mọi người à. Trồng cây nó vui vui vậy thôi. Trồng cây nó vui vui chúng ta sẽ để trồng cây đây nó có nước vậy. Water auto luôn mọi người, cái này là water là auto luôn mọi người. Tiếp tục anh ơi. Mày là cho mày lên siêu phút luôn. Ăn đi nha. Cái này chúng ta có thể chế cái túi phân to được mọi người. Mình lười chế túi phân cái kia chế sao ta? Free 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 đúng không ta? FR FR gì ta? FE mọi người ạ, FE. Cái này chú chế được nè. Ôi má ơi, ôi đùi ơi. Gì thế này? Fitting cái này là à cho nó ăn khi nó đói mọi người ạ. Nó chế này khó mọi người, chế này cần phải đồ đồ hơi bị nhiều, đồ hơi bị nhiều thôi bỏ đi. Cần cây mushroom mọi người ạ. Mình làm mớ bên Nakoberry đây coi như thế nào. Thích phân anh cho 2 cục, cục này cũng 1,5 tấn luôn á. Ôi này 2 cục rồi đó, nhiều con này cứ cần để đây thôi, mình để nùi đây là thôi luôn mọi người. Hình như cho nó hết hạt giống chanh nè. Đúng rồi, hết hạt giống chanh mất tiêu rồi. Ủa hết hạt giống chanh nó có ra chanh không nhờ? Con này hơi ngớ ngớ một tí mọi người. Ui cái này farm nó chung tỷ lệ nó ra cũng không ngon lắm mọi người ạ. Bắt con kia về là farm quắc quắc quăng một đuôi là thề mọi người, mình cá mọi người là mấy chục ngàn á. Tại vì mấy con có hệ đặc biệt á, nó xịn, nó có chỉ số nó cao hơn. Ừ mình nghĩ là như vậy á. Phân giữ đi mày, tao cầm phân có thúi quá, nó cho mày cầm luôn. Nói chung là chúng ta sẽ đi bắt con Bruto xịn xịn ha. Ok đi săn đó các bạn ơi. Ê, nhưng mà đi săn thì chúng ta cần cái gì? Kích bồ. Đậu xanh. Không có kích bồ là không có làm ăn gì được trong cái series này của mình cả mọi người ạ. À. Kích bồ này nó hiếm như là cái gì đó. Chanh à, mới gom mới chanh 80 trái. Savarot. À quên, đi ra lượm mới Savarot luôn. Savarot. Savarot là khoai lang đúng không? Rồi.
Nhà mà là ở dưới đá, nó cho nó gọi là tự nhiên, thiên nhiên luôn. Rồi, bỏ vô. Chúng ta sẽ chế ít cái bồ cà rốt đậu xanh ngáo thịt luôn á, đáng phải lấy luôn hết chứ. Ngơ ngơ thiệt chứ. Đây rồi, cà rốt đây. Sao mà có 17 trái mới nhỉ? Vườn cà rốt sao một vườn trái cây mà có một cái vườn cà rốt, có một bãi cà rốt mới trời. 45 trái nó ít một người tí, nó ra ít, nó cũng mà mình cứ để, mình chơi mình cứ để nào mình cần mình qua mình có tỷ lệ như thế nào. Cây nó ra cũng không có nhiều lắm mọi người ạ. À, quan trọng là mấy cái kích bồ kia kìa mọi người ạ. À, là quan trọng là mấy cái cây kia hơn. Cái này là tem được bọn Volcanic Hero Electric. Mình cái bọn Alpha, mình có bọn Alpha. Bọn Fairy khó mọi người, bọn Fairy chưa chơi được, Fairy chưa chơi được. Hay là chế thêm một cục này cho chắc mọi người ha. Đấy, cục này nó chắc. Mình sẽ đi mình mở cái fader lên mình tìm. Từ mọi người ạ. Xóa cái sương mù mọi người, sương mù nó nhìn khó chịu mọi người. Đúng không ta? Ok, chúng ta cần phải đi tìm con gì ta? Proto. Proto, holy shit. Proto không có Proto xịn ta. Proto cùi cùi không trời. Có con Alpha hay con gì đó cũng được mà. Proto này cùi cùi quá. Ok, chúng ta đi săn cái nào. Nếu mình chỉnh cấu hình lên sẽ bị mờ 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 nha. Mình phát hiện một con Vulcanic Raptor mọi người. Đây cũng là một gọi là thủ, gọi là bách thủ dưới đất mọi người ạ. À, cũng được phết đó nha. Được 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 được, từ 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 từ. Con này thì sẽ dùng trên 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 đây bắn được mọi người ạ. À, đây. Ui, con này bắt dễ nha. Con này lượng turbo thấp mọi người ạ. Turbo K4 mà level 15 thì nên bắt không nhờ. Đây. Mười lăm mọi người, 15 thì bắt mọi người, hay là mình chỉ chọn những con level cao hơn nha. Ui, con này nhìn đỉnh mọi người, ui, cấp mọi người nhìn nè. Ui, ui xịn chưa, tôi nói nó đẹp nha, bắt không ta. Nhưng mà level hơi thấp mọi người, level thấp này thì đánh này hơi lỗ hay là. Ê, giời, giờ để mình chọn, tại vì cái bộ chế cực lắm mọi người ơi. Mọi người phải chơi tiết kiệm giống mình thì mới mới vui. À, mình sẽ tìm Raptor coi con Raptor nào, Volcanic Raptor nào không nha. Alpha Raptor, Raptor. Uầy. Sao con này không có thông số? Volcanic. Volcanic hả? Volcanic Raptor. Ơi Raptor. Bọn này nó kêu như bị ẩn ẩn số đó mọi người ạ. À, trên map mình là không thấy luôn nè, ở đây toàn bộ một Raptor thường thôi mọi người ạ. À, rồi ẩu nha. Đây đây đây, có từ điểm này mọi người ạ. À, nhưng mà con này level thấp quá các bạn ơi. Hay là chúng ta cắm ở đây đi ha. Giờ mình Alpha qua lên Alpha chứ. Mình sẽ đi đi săn sau đi ha. Mình sẽ đi tìm con nào ngon hơn, con này cái pha nào ra. Em pha này cũng xịn á. Em pha này cũng xịn đấy. Cũng là đưa thịt cho anh thôi. Con đâu, con Raptor cứ để đó đi. Và mình cần phải tìm tìm một vài loại xịn hơn đi ha. Mình có radar trên đây nên mình có thể tìm. Ở đây thì nó có một con thôi mọi người ạ. À, nhưng level thấp quá thì mình có thể bỏ qua, mình sẽ tìm con nào ngon hơn. Nhưng mà con đó là nó lọt vào mắt gọi là mắt xanh của mình rồi đây. À, trong quá trình đi tìm con Roto VIP thì gặp một Roto. Mày Roto thường các bạn ạ. À, thường thì khó cho chúng với mình lắm. Chỗ này chắc chắn là cái vùng này Raptor rất là nhiều mọi người ạ. À,
Nhưng Volcanic thì chúng ta chỉ thấy được cái loại này thôi, một con duy nhất. Volcanic rất to. Bình thường coi. Clear, clear cái đi. Rồi chúng ta sẽ tìm. Nếu mà nó có nhiều mọi người thì nó sẽ hiện ra rất là nhiều mọi người ạ. Ok, chúng ta cần kiểu đi trên map đó, nó sẽ kiểu nó spawn ra, chúng ta sẽ tìm dễ hơn. Và mình không muốn dùng quá nhiều tài nguyên cách bừa bãi. Chỉ để bắt những con ngon ngon, 15 thì cũng được nhưng mà nó lên level gần như không có cao mọi người. Khó cho mình đem ra chinh chiến với mấy con khác hơn. Và để coi coi khu này nó lót vào đây thì clear đi. Nó thấy có một con thôi, bây giờ rồi. Thôi mình sẽ bay ra bờ biển để trả thù con Mythic cái trước đó mọi người ạ. Đi trả thù cái đó. Cho tôi đi trả thù con. Ui ui có gì đi. Mythic Terrazino. Ăn một anh em. Ôi giữ con này giết lên, con này giết đồ giống nha. Thôi, mình đi trả thù con sao đầu cái trước đó. Bỏ đi. Chấp nhận bỏ qua những cái mối xịn sò trước mặt. Thì mình nhớ không lầm là ở đâu ở trên đài này. Tại vì khúc đó là mình quá là ấn tượng mọi người ạ. Mình bị giết ở ngay cây mọi người ạ. Và mình tốn gần mấy tiếng đồng hồ chế lại thuốc ngủ các thứ để đi bắt lại con này mọi người ạ. Mình phải đi trả thù con su cây, nó mạnh quá mọi người ạ. Giờ thì chưa biết ai mạnh hơn ai đâu nha. Bây giờ khi anh đã trở lại thì ăn hại gấp đôi. Nó không chịu lót lên con khác cho mình. Cay thật chứ. Không biết con kia nó còn không thôi mọi người ạ. Sợ mình đi xa map quá thì nó sẽ bị cái mập dưới luôn. Nó kiểu bị reload mà nó không còn nữa đấy. Thường ở chỗ góc đó con thì nó sẽ con nào gãy cây ghê vậy hù hả. Rồi đi qua bờ biển cái này chúng ta sẽ gặp được rất nhiều thứ. Ôi, xịn nha. Chỗ này ngon mọi người, chỗ này đồ đạc mình thấy hơi chảy đấy. Mình thấy một con có màu xanh mọi người á. Hydro luôn mà nhưng không chơi được rồi. Đây đừng chơi tao nha. Xuống nào. Refin. Hey. Ủa sao con này nó lại chơi con khác ta? Con Refin mày nhớ mặt hả mày? Ê con này mất dãy mọi người ạ. Cá chớn mày. Xuống nước được thì sao con rùa này nó đâu quýnh con đồng loại đó nha. Ôi ơi. Quýnh cái là tuột luôn oxy luôn mọi người ạ. Chúng ta có gì đây? Chibi Tinosaurus Alpha không. Cái này là gì ta? Equip mình mọi người ạ. Gì nhỉ? Chúng ta có được Elemental Blood. Cái này làm gì ta? GB Serus. Nó bỏ cho con Bara hả? Tecintara. Con này là sao ta? Mình không hiểu lắm ta. Cho con kia nó ăn lên level hay sao mọi người ạ?
giết bọn này đâu có đồi đâu ta. Beta ta thì giết dễ. Úi mẹ ơi, không có nhau đây. Chạy đây mày ơi, mày phải để tao điều khiển mày ơi, chứ tao thấy chơi cái kèo nó không lại rồi đó. Con này nhanh quá mọi người. Càng 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 kì, nó mạnh quá mọi người ơi, mọi người thấy không, nó mạnh ghê chưa, đậu xanh nó mạnh dữ rồi trời. Cái dòng uy tín nó mạnh hơn dòng Legion hay sao mọi người. Một lần nữa con này cúp tới luôn á mọi người ạ. À, chúng nổi 62.000 máu luôn đấy. Hãy chà, được tao chưa tăng đam mà đúng không. Nó có cái quýnh mà bị kiểu hiệu ứng mọi người á. À, rồi bây giờ máu này thì cho mày quýnh. Rồi rồi rồi, bây giờ mình điều khiển nó mình chơi nào. Cay rồi đấy, ngồi ăn 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 cái cây muốn ẹ luôn mọi người. Mày ra đây con khứa kìa. À, nó mạnh quá mọi người à. Nó quýnh nó khó chịu, nó chơi mình tới bến luôn rồi. Đây, 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 mày vô đây, mày vô đây, mày vô đây. Có 30 mấy ngàn máu mà ăn con 6 mấy ngàn máu đúng láo luôn. Mày vô đây, mày vô đây, mày vô đây, mày vô đây. Nó quýnh nó bị trừ cái gì mọi người, sao nãy nó bị đau ấy nha. Mày cái gì đây, cái gì đây, chúng ta nhặt được cái hồi máu mọi người, cái đá và cái gì đây, Alpha Narcotic. Ôi trời, ủa cái này có thể à, turbo luôn, remote food luôn. Ui cha, ui cha, medium XP khác nha. Ê, ê tăng lộn. Rồi rồi rồi, tới công chuyện, tới công chuyện luôn, tới công chuyện luôn. Cái này là XP, còn cái này là Mythic Healing Ball. Từ từ, quýnh quýnh con nó hồi máu nha ông ta. Từ nha, từ từ nha, cái kẹo này hơi thơm, hơi thơm. Mấy con bị tích nó mạnh quá mọi người, nó quýnh mình tăng điểm nhiều lắm luôn, mà mình quýnh nó kiểu bị ao ao, nó kiểu quýnh, nó quýnh mình đau thật sự luôn á. Quýnh này 300 mấy máu kia ảo trời. Đây à, hồi máu đúng không. Ui cái này hồi máu kinh gì. Ui hồi máu tỷ lệ luôn à, thấy cái này luôn à, chà chà, overtime luôn mọi người ạ. À, được thế nhờ, vậy là chơi được, chơi được. À, từ từ tìm, nhớ lại cái map con khứa ở đâu ta. À đâu đâu, trước mặt này mọi người ạ. À, bên đây đạp qua chỗ này là trước bờ biển, dọc bờ biển này. Bờ tê ra đồ mythic, bọn mythic nó mạnh hơn bọn này mọi người, nó quýnh nó có cái hiệu ứng gì mà, ôi bé ơi nhìn kìa, nó có hiệu ứng kiểu như bị dính đến phần trăm máu mọi người, cháy lắm. Mình không biết cái con Shadow này thì được ra cái đồ gì đây mọi người. Đây rồi, ai có trứng mọi người, có trứng mọi người. Ê, mà thôi chơi mới luôn, chơi mới luôn, mày vô đây, mày vô đây. Hey, cắn được à, cay. Ui mọi người thấy không, nó đạp to hơn mình mọi người, nhưng mà sao đợt này quýnh gãy ngứa vậy, ủa sao nó không bị dính hiệu ứng, bị cắt máu nhiều ta. Nó kêu nó đang được khá hiệu ứng à,
Không, giết con này không được đồ gì mọi người á. Con giết dòng bí tích mới được đồ mọi người á. Trả thù thành công, trả thù thành công. Chỉ con kia nó mạnh hay sao ta, nó rơi đồ ngon người ta. Sao nó quýnh, sao con này nó không bị cái hiệu ứng giật 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 như nãy nha. Mà thôi mắc gì, từ từ để mà thoát lại con, mọi người nó bị không rồi. Hay là nó đang được bị nhiễm ta. Áo trời. Thoát lại lại nha. Thoát lại lại chúng ta sẽ không được cái khả năng này mọi người ạ. À, ta kệ đi. Từ từ đi săn vài con đó mọi người, đi săn vài con bị thích đó. Hơi lát chút mọi người. What the hell, con gì kia? Má hồi vô con bít dead worm mọi người ạ. Nhìn gớm vậy. Ui. Tao bị giật điện. Ê ê, con này có hiệu ứng đốt mọi người ạ. Bình nó vô mọi người, cái bình nó vô mới chịu nổi mọi người, nó chậm quá mọi người. Chậm quá mọi người. Chơi được, chơi được, chơi được. Trời 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 trời. My god. My god. Chết tới cục bình luôn mọi người ạ. À. May có bình máu á mọi người, lượm được bình máu kia đúng là thiên thời địa lợi mọi người á. Ủa còn 4 bình là sao, là lượm được cái bình nó hơn đi trời. Đậu xanh nó cắn ghê lắm mọi người á. Mình phải đi săn vài con bi tích mọi người. Con alpha này đâu có tuổi luôn á. Không, alpha toàn thịt không à. Em pha toàn thịt với lại cái da đồ không à, không có đủ đô mọi người ạ. Từ từ chúng ta tìm một cái bọn bí tích quýnh đi ha. Chắc là quên vấn đề chính luôn đó mọi người ạ. Đây đây đây, ui. Vốn Canis Dragon luôn. Ôi, tôi nó đang gần mình đúng không ạ? Nó đang đâu đây mọi người ơi? Quá đủ. Mới dưới con... Ủa đâu rồi? Mới thấy mà. Ôi, nó bay rồi, nó mất tiêu rồi. Mới chơi Raptor vừa gặp con rồng. Ôi cha ơi, rồng xương mọi người, con đó không tem được, con đó không tem được, nó tem mình 4 triệu máy máu xong chơi. Đậu xanh nhìn ra mấy cái dòng ghê ghê không vậy. Ôi Deadworm nó nhiều mọi người. Ôi Deadworm nó nhiều. Thôi. Cho tao đi săn dòng bí thích cái đi mọi người. Săn dòng bí thích phát nha, để kiếm công mới đồ của nó, có đồ gì ngon ngon mọi người ạ. Ui có đây nè. Ui mà nhưng level 0 là nó kiểu nó sẽ xuất hiện thôi chứ mà không thấy nó đâu mọi người ạ. Đây là tiếc quá, nhìn không thấy đường hết, không thấy mi thích nào đó mọi người ơi. Chỗ này cây cối nhiều quá à. Mình sẽ ra vùng ngoại ô tí cho dễ nhìn, chỗ này nhìn không được. Tuyết trắng phủ đầu luôn mọi người ạ. Chỗ này mù luôn á, cái này sương mù kiểu là tắt được không ta?
Clear không tắt được mọi người, cái này không tắt được luôn á. Sương mù này là mặc định á, bắt buộc có rồi, nhìn không thấy đường mọi người ạ. Wow, ê con chim điện ai đã cho biết hôm bữa sao mình qua nó không có, này này có mọi người kiếm tỉa trong vườn, mọi người nhớ không, cái map chỗ này luôn nè. Bọn mi thích này khó chịu ta. Sao con mi thích con trai nó đồ ngon người ta, con theo điện quá trời luôn nè. Dòng điện hình như cũng không ngon lắm đúng không mọi người, nhưng mà nó quýnh gây mê được các bạn ạ. À, Deadworm đó nè, mà chơi Deadworm này dễ chết quá mọi người, chơi đi ha. Cái con này cùi, cái này cùi, này chơi được. Chúng ta thu hoạch được một mớ đồ. Ôi, da thì khỏi bàn mọi người. Nhưng mà máu này nó quan trọng mọi người, ít lắm mọi người. Chúng ta lượm được một mớ đồ cái gì sừng của con này mọi người ạ. Sừng cũng được, cũng được đấy, cũng được đấy. Con nói ủa sao mà nãy mình chiến con kia ra đồ ngon người ta. Giờ săn đồ kiếm kiếm bình máu, bình máu này chế đuối lắm mọi người, biết chế cái mấy cái bình này rồi, chế cực. Từ đợi quanh đi săn ít coi, đang phê mọi người, đang kiểu mình kiếm được đồ ngon ngon á, cái mình hơi bị ghê không ạ. Đi ven ven mọi người vô trong đông quá, cây cối nhiều, khúc ven ven là nhiều con kiếm mấy mình thích coi nào, dòng mythical hay là dòng legend nhỉ. Bọn này bắt tem bên không ngủ được, không bắt được các bọn sói alpha. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, một con, một con, một con. Okay. Chiếc mình thích rơi đồ ngon mọi người ơi, đồ ngon lắm mọi người ơi. Cái này bỏ đi. Chiếc mình thích chiếc ra đồ ngon lắm mọi người ạ. À, mày muốn làm gì? Chiếc dòng mình thích ra đồ nè, nãy mình được cái đồ lên mấy cái này nó mọi người, XP đồ các thứ nè, nhưng mà không ra bịch máu nha. Con là tem binh khó mọi người, cho nó ăn cái bình kia vô là tem binh ít 100 lần mọi người ạ. À, còn hơn là chỉnh đó mọi người ạ. À, chỉnh cái tỷ lệ ray lên á. Đây 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 đây, ui ngon 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 ngon, cơm ngon cơm ngon cơm ngon cơm. Ủa lại 100 luôn, khứa được 100 này ngon nè. À, nó bị tê điện mọi người, giật điện mọi người. Cái dòng điện này nó rất là lợi mọi người, quýnh nó không làm gì được mình mọi người thấy không? Mình đạp cho nó thì không có xi nhê. Rồi, cứ kia vô là gần luôn cho dính luôn hai đứa cùng lúc nào. Nó bị CC mọi người không? CC là hình bị choáng á mọi người. Hình như vậy á. Ta
không được. Có coi CC này không? Đúng rồi, bị CC không di chuyển được mọi người thấy không? Chúng ta được mấy cục kia không được máu nha. Ê, nếu được máu rồi, được máu, được máu. Được, ui, được ba bình luôn, ngon lành. Cháy đấy mọi người, cháy đó mọi người, cháy đó mọi người ơi. Cái dòng này nó khó chịu ở điểm mọi người biết là gì không? Là quýnh là con kia chạy không được. À, nó rất là ngon mọi người ạ. À. Được phết nha. Mình sẽ tăng cho nó thêm cái lượng damage cắt cho nó nhanh. CC này ác á. Trời, cái này nó giết hết xấu luôn. Quýnh hàng mà nó quýnh mình 2000 rồi. 6 bình máu nha, này được 6 bình máu nha, bình đỏ đỏ này rất là xịn nè. Naco này, cái bình này là insert your heal boost burst you to sleep, có nghĩa là mình tập cọc máu cho mình ngủ luôn á mọi người. Đây, mấy bình rồi mọi người. Cái này ngon mọi người, ngon lành thực sự luôn ấy. Đồ đúng ngon mọi người, đồ cháy quá cháy mọi người, tìm được rất là nhiều nguyên liệu ác xịn xò xò luôn. Mấy cái này mình bỏ hết đi ha. Cái cây này, con này đâu cần cái cây đâu mà lấy cái cây làm gì. Ui, cái này dục nè, này dục nè, này dục nè, này dục nè. Cái này alpha, một alpha. Mấy cái búp này mình chắc cũng cần lắm đâu. Mấy cái đồ metal god nè. Giết bọn Mythic mới nhiều mọi người, mình chưa thấy tụi Legendary mọi người ạ. À. Tụi Legendary chắc là ngon nữa đó mọi người ạ, à. Legendary còn khủng nữa mọi người ạ. À. Gì đây? Fairy mọi người, chịu mọi người. Chơi nó không ta? Bọn này giờ chưa bắt được mọi người, bắt giết được đó thì được. Ê, 48k chơi được đấy. Đẹp chưa hả? Ui, hiệu ứng cháy hả? Chào khó. Con này liều x50 là gục mọi người ạ, à. Con này liều x50 là gục mọi người. Con này khó mọi người, nó chuyện khôn lắm mọi người ạ. À. Nó bị nhiễm với hiệu ứng điện PC của mình mọi người ạ. À. Đứng lên không cắn nhau nè, chắc nhìn em mày mệt quá, tao đứng im luôn nè. Con này chưa phun lửa mọi người, con này phun lửa chảy nữa. Dính CC. Dính CC là cút. Vậy mày rộng mà mày rớt sư phu thế hả? Trời ơi, rớt đồ cùi vãi. Rớt đồ cùi quá cùi mọi người ạ. À. Dòng Mythic vẫn là dòng mà rớt đồ ghê nhất mọi người. Để mình search chữ Legendary, coi tụi Legendary sẽ như thế nào. Legendary không có mọi người ạ. À. Level 0, level 1 chứ. Mát 600 đi. Có. Con này chúng mình thích lắm luôn mọi người ạ. À. Bắt có đường mọi người ạ. À. Nó có hiệu ứng mọi người thấy không? Thank you.
không ngủ được. Con này bắt bằng cách gì mọi người? Mình có không rành cách bắt con này mọi người. Xét cũng không làm nó hôn mê được mọi người ạ. Xét không làm nó hôn mê được mọi người ạ. Khó mọi người ạ. Phải làm nó hôn mê được thì chúng ta mới bắt được nó. Không hôn mê được. Ai tính ra đi bắt đắp to. Ai tao đi về bắt đắp to mọi người ạ. Phê quá mọi người, phê. Đi cày, đi farm quái phê quá. Con trai nãy rơi đồ cháy vãi nó. Lên vực cao đây nè, một con minh xích nữa nè. Mình là có niềm đam mê này. Con này bữa là mình học bắt. Bắt đâu được con này là mình chưa chế được cái đồ của nó. Chế bắt được. Con minh xích có vẻ nó rất là trâu mọi người. Bọn nó vô quýnh mình là bị CC hết. Trâu ghê không. Con này được một bình máu. Cũng ok phết đấy chứ mọi người nhờ. Bây giờ chúng ta về đi sang hấp to nha. Em phá hấp to đâu. Quân bánh trong to. Quân nó vẫn còn đó mọi người. Ok, thôi về mọi người. À, chuyến đi chơi chúng ta kết thúc bằng việc về với bé đắp to mọi người. Cũng săn được mớ đồ trả thù. Trả thù cũng xong xuôi rồi đấy. Giờ... Ôi. Ui, em phá đắp to, em phá đắp to, em phá đắp to. Ơi, alpha, alpha. Ê, đồ chơi, đồ chơi, đồ chơi, ngon lành. Ngon, mọi người, mình có cái đạn, mình thử con này à. Còn 40k, mình đổi liều lượng 50 cho nó coi như thế nào. Ồ chết cha rồi, liều 50 bắn ít trời. Nghĩa là phần cần phải bắt mày rồi, mày cần phải bắt rồi. Level cao quá bắt khó. Liều 50 mà ăn mày ăn đạn cỡ này tao hơi sợ nha. Kiến nó bò tới mọi người thấy không? Qua đây đi, mang khứa. Kiến nó bò tới nó cắn đâu mọi người. Con này alpha. Chết cha, không đủ đồ mọi người ơi. À, một mình không ăn nổi, một mình không bắt nổi. Có cái bình nãy nó bắt tem binh ít trăm đâu ta. Remove food nè. Cái này rồi, tem binh Hepler là xóa food. Con này chắc là mình phải trở về nhà thôi mọi người ơi, mình có cách rồi mọi người ạ. Đi ra đây bà nội, hai đứa khác. Cả sáu này ra luôn. Mình phải chế lại cái bình kia mọi người, thêm một cái kit bồ alpha đó mọi người. Beta chết rồi. À may quá có lượng một trứng nè. Cúc kịp mít. Ơi, cúc kịp mít. Chơi toàn này không mà thấy cúc rồi. Sợ.
Ok, chúng ta cần một ít mọi người lẹ mọi người. À đúng rồi, làm ôn cái yên cho nó là con Bionic, con Proto. Ủa không có hả? Không có Proto hả ta? Alpha, Dilo, Dragonfly, Dodo với lại con An thôi mọi người. Proto con nào có không? Có nè. Chúng ta còn chế Alpha, cần da, cần Metal. Có luôn, kêu con kia về thôi. Alpha chúng cần da bọn Alpha là 1, chúng ta cần đá Alpha đỏ là 2. Metal Alpha đỏ là không thấy đâu rồi đó. Thấy cái bọn này thôi là thấy hơi rồi đó, hơi căng rồi đó. À chế bình máu này dễ mà mọi người, 10% mà. Alpha Blood dễ, Crystal dễ. À chế cái chữ Medical Real à, nhưng cũng không có gì khó lắm. Ủa, Bronto, what? Mới học xong rồi mà giờ tôi tìm không ra là sao? Alpha kia, chúng ta cần Alpha, Alpha đó phải chết đây mọi người. Cái Alpha cần máu của con Alpha mọi người. Máu Alpha thì mình không có thiếu, 400 máu. Ta cần một cái củi. Khá là nhanh mọi người, chế cũng khá là dễ. Chúng ta sẽ ngưng tắt cái bếp đi. Cũng không cần thiết phải chế nhiều quá mọi người, chúng ta công nó chế hết cái kia nguyên liệu kia của mình nữa. Và điều thứ hai là mình cần phải chế đó chính là cái thức ăn để bắt. Thức ăn để bắt kích bồ, ok. Rồi, bây giờ mình sẽ tele qua chỗ Last Chest. Last Remote. Quay. Nó clear hết nhanh vậy luôn á. Chết rồi. Và mình đang trong quá trình nhặt trứng thì mình phát hiện tụi Legendary mọi người ạ. Thì Legendary thì không biết có mạnh hơn không mọi người ạ. Đây đây đây. Vô mình test thử tụi Legendary như thế nào nha. Coi đây đồ ngon rồi. Đây lần đầu tiên mình gặp Legendary mình tưởng là Electric mọi người ạ. Legendary rất đồ cũng không ngon lắm mọi người ạ. Ui, đồ cũng giáp Metal khủng. Được cái móng Alpha Tyranno luôn, ghê vậy. Đây là Legendary mới bắt nha. Mình đang lượm trứng để cần hai trứng liên tục mới bắt được mọi người ạ. Hai trứng liên tục thì chúng ta mới có thể tem được con Bruto mọi người ạ. Hơi khó một chút nhưng mà thôi, kệ khó thì cũng được. Mình bắt cho nó dễ, bắt cho nó. Mình chúng ta cần phải 4 trứng mọi người, mình cần phải có 4 trứng Alpha mình mà nhặt mới được có hai, đây là hai trứng Beta mọi người ạ. Mình đang đi nhặt trứng xung quanh nhà nè. Trứng đó hình như mình chỉ cần bắt tụi Alpha là Beta là sẽ có thể là cho nó đẻ được, nhất là mấy bọn Dodo mọi người ạ. Đây nè, chúng ta có mấy trứng này nữa nè, đấy. Gùa nó sẽ đẻ rất là nhiều Beta mọi người, đấy, cái trứng chỗ này nè, đấy. Chắc mình phải bắt vài con về mình nuôi cho nó đẻ trứng đó, đó, trứng nè. Muốn có bọn cao phải bắt bọn Alpha trước mọi người mới ra được cái trứng nhiều, có trứng nhiều mới lên từ từ được mọi người ạ.
Rồi rồi, mình đủ trứng rồi mọi người. Khó bắt con kia, giờ tí nữa qua bắt con kia là mình có kickball được, rất to bắt được rồi, không vấn đề. Nhưng mình muốn bắt Roto mọi người ạ. Rồi, bây giờ là đủ số lượng trứng đó nè, nhặt 5 trứng đó nè. Mình sẽ chế trứng alpha, mình lấy thịt. 13 thịt ổn rồi đó. Chúng ta sẽ bỏ trứng qua hết, ligand qua hết đi. Ta bỏ thịt qua. Mình sẽ chế được hai quả này nha. Cứ là vô nhà mà đập ta. Con này mày chơi cắn đồ tao à? Ok, ổn rồi đó mọi người ạ. Giờ qua kia ra con kia, bắt được con kia thôi mọi người. Bắt con kia trước mọi người ạ. Ok về mọi người, khúc này chỗ này cực kỳ nguy hiểm mọi người. Ở trong đây cực kỳ nguy hiểm, mình thấy bọn rắp to trong kia mọi người thấy không? Lửa cháy trên kia nữa, mọi người thấy không? Chỗ này nó ghê lắm mọi người ạ. Chỗ này nó ghê ghê, thành ra thôi cứ đi về nhà trước cho chắc kèo mọi người ạ. Đây, rồi, qua test em Bruto chỗ khu vực này đi ha. Cỏ nó cũng ít nè, rồi, cho nó trước đi. Bruto. Con này bỏ favorite đi. Mình có con alpha rồi. Alpha. What? Đây, phải viết nó lên. Đó. $50k máu người ạ. Một phát 42, cái con này nó chưa có đồ. Chỗ này nó đồ chỗ này. Chỗ này cây có ít hả ta? Này farm hình như hơn kia hay sao á? Con này chắc chắn phải farm hơn kia chứ mọi người nhờ. Này 1200 trái nè. Rõ ràng là khu vực này nó ít hơn khu vực kia mọi người ạ. Lên tí giúp đồ chạy đi. Chỗ này nó cao to kìa. Quay qua, quay qua, quay qua. Ok. Cây phía trước này hơi đẹp nha. Ủa, 9.000 luôn rồi. Con này ok, con này farm ổn phết đó mọi người. Con này kiếm bãi là chơi được rồi đó. Tại vì bên đây cỏ nhưng mà nó hết rồi, nó farm không ra. Đúng rồi. Thử mình qua kêu quất một quất đuôi cho mọi người coi nè. Qua bờ xong. À, con cá cái tem minh cũng được ha, chỉ dùng 7 là bắt được rồi. Đó, ôi trời ơi, 1.000. À, do bên đi cỏ nhiều người. Bên đi cỏ nhiều, cỏ nhiều, cỏ nhiều. Rồi đấy, thêm damage vô, 3.000 mấy rồi đó. Quốc đuôi một cái là 2.000 mấy này khách luôn, phải nồi. Con này nó đi phá rừng cũng dữ lắm á mọi người.
Hết rồi, hết hết nổi rồi, 5.000 mấy. Con này mình kiếm phải kiếm cỏ cho nó qua nó quất đuôi mọi người. Nói chung cũng ra gì đấy cũng được một ít rồi, gọi là turbo ấy. Thôi cho em xuống anh ơi. Đậu xanh, mỗi lần tao xuống này tao ám ảnh quá. Bờ sông nguy hiểm nhất lục địa mọi người ạ. Ok, bây giờ qua bắt con Raptor lửa về nó là đúng bài xong tập này, tập khá là dài, khá là cá không làm ngắn được mọi người ạ. Thầy có nhiều bạn xem hết kêu cái rất là dài, ứng làm ngắn, không làm ngắn được mọi người ạ. Mọi người thông cảm nha. Ngắn kiểu cắt đi hết thì nó không có hay mọi người ạ. Có thể là chế cái mũi tên mới á, thì mình nghĩ là cái mũi tên mà làm từ ở trong đây nè. Mình nghĩ là cái turbo nó ác chiến hơn. Đây nè, trong cái mũi tên này turbo nó có thể ác chiến hơn mọi người ạ. Chế vào mấy cái thuốc ngủ nè, mình nghĩ là cái turbo nó ác chiến hơn. Kiểu như là bắn tụi này sẽ kiểu như là đúng theo hệ mọi người, kiểu như bắn theo bọn hệ nè. Cái mũi mũi tên của cái tran đồ này mình không biết tỷ lệ thuốc ngủ của tụi nó là bao nhiêu mọi người ạ. À. Thì nó có từng loại hết nhưng mà không chắc là bao nhiêu. Thì các bạn hãy comment bên dưới nếu mà bạn biết. Đó. Mình vẫn ứng bắt cách cổ điển hơn. Câu này mình chế này mình rất thích chế cái này hơn. Tí nó hơi cực một tí nhưng mà khá là thích mọi người ạ. À. Cái riêu mới của mình cầm mấy ngàn, farm mấy ngàn quà làm xíu sạch trơn mọi người ạ. À. Thì được tầm mười mấy mũi. Cho mày cầm ăn luôn đi. Cho nên chúng ta farm, ôi được 200 trái nè mọi người, nói chung là cũng dữ đó nha. Nói chung mà cũng cũng nhiều phết đấy mọi người. Cũng không đến nỗi tệ nha. Sơ sơ chúng ta được 1.000 trái rồi đùa. Nếu mà làm ô mọi người. Đậu xanh đấy chứ còn nó giật theo mình mọi người ạ. Chớ mày vô nhà tao mày mày nghĩ cái lỗ nhỏ mày chui vô mày đè gãy nhà tao hết. Được 1.000 trái Macquarie nữa. Được 4 mũi chúng ta chế được rồi cũng khá khá cái này. 9 mũi. Trời ơi nó ít. Để bữa sau mình sẽ nếu mà cái loại kia ok mình sẽ căng cái loại kia mình chỉnh. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi qua bắt nốt con Raptor lửa thôi mọi người ạ. À. Có đồ rồi mà Raptor nó nằm ở khúc này nè, giờ là không có cách nào tìm Raptor khác nãy mà đi khá là nhiều rồi mà nhưng Raptor thì không thấy. Giganotosaurus Raptor nhiều dữ hả? Ui ui mẹ ơi con nào vậy, chết cha con Demodex mò ở đây rồi mọi người, con này mạnh lắm, chắc chắn mọi người nó rất là mạnh luôn á. Cái với mọi người này rất là mạnh luôn á, 1.700.000 máu nè, chịu mọi người bắt không được đâu, 1.700.000 máu chơi không lại đâu, 1.700.000 máu là cúc thực sự luôn á. Phoenix, ê Phoenix nó to, phát hiện một con mọi người ơi. Là con này hả? Con này con hơn, con này ngon hơn, con này ngon, 45. Đủ. Rồi, chấp nhận cho mày cắn á. Góc không nhìn được, ui nó rít máu rồi mọi người ơi. Bình tĩnh đi fan, tao sẽ chơi với mày mà.
Tới đây nào, nhóc. Nằm xuống đây. Turbo này nãy bao nhiêu ta? Nãy không kịp nhìn mọi người, nó vừa thấp khá thấp mọi người. Biết bắt được nói ngay mà. Máu đẹp dữ vậy. Về nhà, về nhà, về nhà. Bên kia có con Raptor, tí tao qua test cho mày. Ôi, gương. Cái gì vậy? Đù, có bọn... Đúng rồi, giết hết Piranha cho anh cái. Piranha điện đó hả? Bố đời thiệt chứ. Rồi, 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 vô đây, vô đây, vô đây, vô đây. Raptor đúng không? Raptor, Raptor. Con này là Vulcanic Raptor đúng không? Raptor. Chúng ta sẽ có rồi, chết tụi Vulcanic Raptor lên. Vulcanic Raptor thì bọn màu đỏ đúng không ta? Alpha, Beta, Vulcanic. Chúng ta Vulcanic gỗ. Ui, dễ. Đồ đi chơi được, đồ đi chơi được, 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 được. Vulcanic, Vulcanic để mình có tiêu diệt mấy con mà. Vulcanic, chúng ta có Vulcanic rồi. Ôi, 1000 cái luôn thì. Ôi dồi ôi. Đấy rồi. Ok rồi mọi người. Con này con khởi điểm đầu tiên cho mấy cái sinh vật mạnh mạnh từ bay của mình nha. Nó hơi đẳng sực cấp đây. Trời ơi, cháy bỏng của một người này đỉnh nha, đẹp nha. Nhìn kiểu đúng dung nham luôn mọi người ạ. Rồi tăng tí milidam đi, đi săn người nào. Đợi xíu anh cho mày bình máu. Ba bình thôi, máu hiếm lắm rồi, máu tím nè, tao đi săn. Hẻ trong quần đấy. Rồi, rồi, đâu rồi. Rồi, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Chúng ta sẽ đi qua trả thù con bay lên nào. Đây là đối thủ chúng ta chúng cũng là Alpha. Alpha, Alpha. Châu trận. Trời ơi, nhưng không muốn chịch đâu cưng ơi. Mình còn đồ hồi máu không sợ mọi người ạ. Nó quýnh mình hiệu ứng gãy xương mọi người ạ. Hiệu ứng gãy xương này nó chạy không được á. Này khách bị nhiễm hiệu ứng à. Được phết đó nha. Rồi. Ok phết mọi người à. Rồi lên đam như thế này thì cháy bỏng luôn. Rồi trời ơi, ngầu đét mọi người à. Trời ơi, hiệu ứng lửa này thì nói chung là mọi người là khỏi chê luôn mọi người ạ. Cháy bỏng chưa? Ui, con này đúng nhìn đúng dung nha mọi người ạ. Ui, nhìn nè mọi người. Đẹp thực sự luôn mọi người ạ. Ok, video này của mình quá là dài rồi và mình sẽ dừng video lại đây. Và nếu mọi người thích video mình đừng quên để lại like, subscribe cho mình nha. Mình sẽ làm tiếp tục series bắt những con khủng khủng hết cho mọi người. Và mọi người nhớ đề xuất mọi người muốn con tập sau mình bắt con nào nha.